chẳng hạn như là cái bộ điều khiển trượt cho hệ SIMO thì mình nên áp dụng theo cái bài báo này. Bài báo này nó trình bày rất rõ ràng một cái phương pháp điều khiển trượt cho bất kỳ cái loại hệ SIMO nào hết. Hệ SIMO là gì? Hệ SIMO là những hệ có một vào nhiều ra, single input, multi output ha. Ví dụ như hệ con lắc ngược trên xe, nó là một hệ SIMO. Lý do là sao? Một vào ở đây là gì? Một vào ở đây chính là tín hiệu tác động vào thân xe để điều khiển cho cái xe di chuyển. Nó có thể là điện áp cấp cho động cơ, nó có thể là lực Newton tác động vào cái thân xe, tùy mình cách mình chọn lựa. Ngó ra của hệ con lắc ngược trên xe là gì? Đó là vị trí xe là một, góc lệch của cái con lắc ở trên thân xe đó là hai, cho nên hệ con lắc ngược trên xe là hệ một vào hai ra, cho nên nó là một hệ SIMO. Một vào hai ra tức là một vào nhiều ra rồi, tức là hệ SIMO. Nhưng mà không phải cái hệ Underactuated System nào cũng là hệ SIMO nha. Chẳng hạn như xin nhắc lại là hệ Underactuated System là một cái hệ mà có số tín hiệu ngõ vào ít hơn tính số tín hiệu ngõ ra của hệ thống thì gọi là hệ Underactuated System. Hệ SIMO là chắc chắn là một hệ Underactuated System, nhưng mà hệ Underactuated System thì chưa chắc là hệ SIMO. Ví dụ như hệ xe hai bánh tự cân bằng. Hệ xe hai bánh tự cân bằng ở đây nó có hai tín hiệu ngõ vào điều khiển hệ thống, đó chính là hai tín hiệu điều khiển động cơ. Cái xe hai bánh tự cân bằng nó có hai cái động cơ đó, thì mỗi cái động cơ nó được xuất một cái tín hiệu điều khiển, tức là nó có hai ngõ vào hệ thống và nó có ba ngõ ra là gì? Là góc đi tới của xe, góc quay của xe và góc góc nghiêng của cái thân xe. Tức là hệ xe hai bánh tự cân bằng nó là hệ hai vào ba ra, tức là một hệ Underactuated, tại vì có hai vào ba ra, số ngõ vào ít hơn số ngõ ra. Nhưng mà SIMO là phải một vào nhiều ra mới được. Ở đây hai vào ba ra, xe hai bánh tự cân bằng là hai vào ba ra thì không phải là hệ SIMO. Hệ xe hai bánh tự cân bằng nó là một hệ multi input, multi output system. Nhưng mà multi input, multi output system nhưng mà cũng là một hệ Underactuated system nha. Còn ví dụ như hệ lò nhiệt đi, hệ lò nhiệt là một vào một ra. Vào là nhiệt lượng cấp cho lò nhiệt, ra là nhiệt độ của lò nhiệt. Nên hệ lò nhiệt là một hệ CISO. Một vào một ra. Thì các bạn học cao học đó, đặc biệt là cao học trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc có biết có cuốn sách hệ thống điều khiển đa biến của thầy Dương Hoàng Nghĩa, thì trong đó nó có trình bày một cái giải thuật điều khiển trượt rất là tốt. Nhưng mà cái giải thuật điều khiển trượt đó nó chỉ áp dụng được cho hệ CISO thôi. Nó rất là hạn chế, là chỉ áp dụng được cho hệ CISO, trong khi những cái đối tượng chẳng hạn như con lắc ngược trên xe hoặc là con lắc ngược quay hoặc là ball and beam hoặc là chẳng hạn như hệ bánh đà con lắc ngược vân vân, đó là những hệ CISO điển hình. Xin lỗi, đó là những hệ SIMO điển hình, SIMO nha. Thì mình lại chưa có cái phương pháp rõ ràng, thì trong cái bài báo của ông Dan Kien này nè, Dan Way Kien nè, thì họ trình bày cái phương pháp trượt điều khiển cho cái hệ SIMO này rất là rành rọt, thì mình có thể áp dụng bài báo này. Thì bây giờ mình xét một cái hệ thống SIMO ha, SIMO một vào nhiều ra, thì nó có 2N biến trạng thái. Bạn lưu ý 2N biến trạng thái từ x1 cho đến x2N. Mình sẽ làm sao mình quy cái phương trình toán học của hệ thống về cái dạng này. Nên x.1 bằng x2, x.2 bằng f1 cộng b1u, rồi x.3 bằng x4, x.4 bằng f2 cộng b2u. Cái chỗ này là tất cả những thành phần phi tuyến là được bỏ vô đây hết, là cái hàm f1. Cái hàm f1 này là một cái hàm phi tuyến theo các cái biến trạng thái này. B1 cũng vậy, nó là một cái hàm phi tuyến theo các biến trạng thái này. Thì trong cái f1 này nó chỉ có các biến trạng thái thôi. Trong cái b1 này cũng chỉ có các biến trạng thái thôi. Còn u nó không có nằm trong f1 b1 nha. U nó được tách riêng ra, nó trở thành là B1 nhân U. Ở đây gì? F2 cộng B2 nhân U. Đó, cứ như vậy cho tới Fn cộng Bn nhân U. Bạn phải đưa được cái hệ thống của bạn về cái dạng phương trình phi tuyến như thế này. Hệ phương trình phi tuyến như thế này để bạn có thể áp dụng cái phương pháp của cái ông Kian này. Thấy ví dụ như trường hợp hệ con lắc ngược trên xe của mình đi, thì x1 á mình chọn nó là cái vị trí xe, ví dụ vậy. X2 á mình chọn là vận tốc xe. X3 mình chọn á là cái góc quay của cái con lắc ở trên cái thân xe đó. Và x4 mình sẽ chọn là cái vận tốc góc quay của cái con lắc đó. Thì lúc đó đối với cái hệ con lắc ngược trên xe thì mình sẽ có n bằng 2, do hệ của mình là một vào hai ra ha. Một vào là tín hiệu tác động vào thân xe, có thể là moment, xin lỗi, có thể là một cái lực, có thể là một cái lực Newton nào đó.
và cái ngõ ra của mình là vị trí xe và cái góc lệch của con lắc ở trên thân xe ha. Đó là cái trường hợp con lắc ngược trên xe của mình. Còn ở đây cái bài báo người ta đề cập tới trường hợp tổng quát. Trường hợp tổng quát là hệ SIMO mà bậc N, và lúc đó mình sẽ có là 2N biến trạng thái ha. Cứ tuần tự x1 là một cái tín hiệu nào đó, x2 là cái vận tốc của cái x1, x3 là một cái tín hiệu nào đó, và x4 là cái vận tốc của x1 của x3. Cứ như vậy ha. Phải quy làm sao mà quy được cái phương trình toán học của cái hệ SIMO đối với cái dạng này để áp dụng phương pháp điều khiển trượt của ông Kian này. Thì cái hệ phương trình 1 này có thể được viết lại dưới dạng ngắn gọn như thế này. Đó là cái hệ phương trình 1 được viết gọn lại thành hệ phương trình 2 ha. Với chú thích là y sẽ bằng 1 cho tới n. Y nhỏ nó sẽ bằng 1 cho tới n. Thì cái tín hiệu điều khiển hệ thống sẽ được chọn là UN bằng như thế này ha. Có nghĩa là bạn chú ý tới công thức số 15 á, nó là chính là cái tín hiệu điều khiển hệ thống để mà đạt được cái sự cân bằng. Trong đó cái AG nè là cái tham số mà mình cần chọn lựa cho phù hợp, nó là hằng số nha, mà mình cần phải chọn lựa cho phù hợp. KN cũng vậy, nó là cái tham số mình phải chọn lựa cho phù hợp. NN cũng vậy, đó là cái tham số mà mình cần chọn lựa cho phù hợp. Còn cái B này nè, B này chính là cái đây, B đó đây nè. Bạn coi B đó là B thứ tự mấy thế vô ha. Thằng B này là có được từ phương trình toán học, nó là một cái hàm phi tuyến ha. Rồi cái thằng UEQ thứ R nè, thằng UEQ thứ R có nghĩa là có thử UEQ1, UEQ2 vân vân. Thì thằng UEQ thứ R này nó sẽ là cái thằng ở đây, nó được tính từ cái phương trình toán học của hệ thống F nè, B nè. Và trong đó đó, x là biến trạng thái, còn C á, C là cái thông số mà mình cần, một thông số dương mà mình cần chọn cho phù hợp ha. Có nghĩa là mình phải chọn A nè, phải chọn C nè, phải chọn Nui nè, phải chọn K nè cho phù hợp. Rồi. Ngoài ra mình còn phải có cái thằng S nữa. Xin lỗi, thằng S nữa, thằng SN ở đâu ra? Thằng SN này mắc bạn muốn tính á, thì các bạn phải quay lên trên đây. S S thứ y thì sẽ bằng cái nui, xin lỗi, cái lambda y trừ 1 nhân s của thằng s trước đó cộng cho thằng s nhỏ y. Thì cái thằng lambda này là thông số mà mình cần phải chọn cho phù hợp nữa nè. Nó là một thông số dương mình chọn cho phù hợp nữa. Với lambda 0 thì bằng 0. Có nghĩa là thằng mình có thằng S0 bằng 0, rồi mình tính thằng S1, rồi tính thằng S2 vân vân, tính lũy tiến lên từ cái công thức này. Còn cái thằng SI này ở đâu ra? Thằng SI này á, ở đây. Thằng SI nó được định nghĩa như thế này. Trong đó CI là cái thông số dương được chọn cho phù hợp, có nghĩa là mình phải chọn tiếp thằng CI nữa. Còn X á, là các biến trạng thái. Mình sẽ lần lượt mình tính S1, S2, S3, S4 vân vân ha. Mình có S rồi, mình mới thay vô thằng này để mình được cái thằng ít lớn. Có thằng ít lớn rồi thì mới bắt đầu thay vô cái công thức của thằng UN để mà tính ra. Như vậy thì mình sẽ phải tính những thông số nào? Mình phải đoán trước được những cái thông số là C nè, thông số dương C là constant, phải tìm, phải chọn trước nào. Rồi thằng lambda nè, thông số dương phải chọn trước. Rồi thằng gì nữa, thằng A phải chọn nè, thằng KN phải chọn nè, thằng DN phải chọn nè. Đó, mình phải chọn mấy thằng đó. Còn thằng BR là đề cho sẵn rồi ha. Nó từ phương trình toán học của hệ thống, đó là cái hàm phi tuyến. Thằng UEQ thì mình phải tính, UEQ mình tính từ cái phương trình toán học của hệ thống ha. UEQ nè. Còn thằng SN á, thằng S lớn N á, thằng S lớn N thì phải tính thông qua S nhỏ N, và S nhỏ N thì mình sẽ tính thông qua cái chỗ này. Thì các bạn cũng không cần hiểu cách chứng minh nhiều của nó, các bạn cứ áp dụng một cách máy móc cái phương trình cuối cùng này, rồi các bạn chọn cái thông số A, lambda, rồi C, rồi N, KN phù hợp,
Và còn cái FI với BI á, cái hàm phi tuyến của hệ thống á. À, đây nè, FI BI nè. Thì mình lần lượt mình thay để mình có cái thằng ULV và mình có cái thằng B tương ứng. B tương ứng để mình xài. Mình cứ áp dụng máy móc thôi là mình sẽ ra được cái tín hiệu điều khiển phù hợp cho hệ thống. Còn cái thằng chọn lựa đó. Chọn lựa thì ở đây họ có đưa ra một cái phương pháp chọn lựa. Nhưng mà thầy thì thầy không có đánh giá cao cái phương pháp đó, người ta chỉ cho mình cách chọn CI nè. Chọn CI phải như thế này nè, nằm trong cái giới hạn của cái thương số của thằng FI và thằng X2I. Nhưng mà có điều á, thầy thấy dùng giải thuật di truyền tìm mấy cái thông số lambda rồi nu n rồi kn rồi CI rồi lambda y vân vân, mình dùng giải thuật di truyền mình tìm cho rồi, nó dễ hơn ha. Còn áp dụng cái phương pháp này thầy thấy không hiệu quả. Thì ở phía dưới bài báo này nó có áp dụng một số cái hệ, chẳng hạn hệ Bandu bot nè, hệ Bandu bot thì nó cũng chuyển đổi phương trình, nó tính điều khiển ok. Hoặc chẳng hạn như hệ xe co lắc ngược hai bậc thì nó cũng tính được, thấy cũng được. Thì các bạn có thể tham khảo thêm bài báo này không.